Dạ, những đủ thứ chuyện buồn trong nhà hết trơn. Chị có thể nói cụ thể được hơn không ạ? Tranh chấp đất đai nhà cửa, mình chuyện buồn này kia. Chị xưa gửi người ta không có giải quyết rồi, tức lên tự tiêu. Tôi chân thành chia buồn với chị ạ. Chị nhận được thông tin bà qua đời vào lúc mấy giờ ạ? Mong chị bình tĩnh ạ. Chị bình tĩnh. Tôi chân thành chia sẻ nỗi đau với chị và cầu mong cho linh hồn của bà được siêu thoát ạ. Thôi dạ, xin lỗi chị cho tôi thanh thủ một tiếng nữa. Tôi biết làm phiền gia đình tan gia bối rối lúc này quả thật là không nên. Nhưng mà tôi cũng rất mong muốn là có được những thông tin để thông báo đến với độc giả mọi người biết được về sự qua đời của cụ cũng như mất mát của gia đình chị ạ. À, như chị nói là cụ năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, 64 tuổi. Và khi mà sáng nay khi mà cụ có hành động như thế thì gia đình mình có ai biết gì không ạ? Dạ không. Thì ai báo tin cho chị là mẹ đã châm lửa tự thiêu ạ? Thì công an phường mới bảo. Và sau đó thì gia đình vào tiếp cận được với mẹ không ạ? Dạ, có người anh vào tiếp cận. Thì sau khi người anh ra thì có mô tả tình trạng của bà như thế nào không ạ? Dạ, cháy phổi nặng 90%. Lúc đó là bà có nói được gì không ạ? Dạ, không mê ạ. Dạ. Được bao lâu thì mới quyết định là đưa bà lên Chợ Rẫy ạ? Dạ, trong vòng tiếng đồng hồ là bệnh viện mới kêu chuyển đi bệnh viện Chợ Rẫy ạ. Dạ, trong vòng một tiếng đồng hồ là có mới tức thời đây là quay về là nói là qua đời. Vâng, thì lúc đi Chợ Rẫy thì gia đình có ai đi theo không ạ? Dạ, có người anh. Vâng, thì bây giờ gia đình đang chuẩn bị hậu sự cho bà đúng không ạ? Dạ, dạ. Địa điểm bà tự thiêu là ở chỗ nào ạ? Dạ, trước trung tâm quỹ ban. Thì cái lý do chính của như chị nói là những cái chuyện buồn bực trong gia đình có liên quan gì đến phiên tòa sắp tới xử chị Tạ Công Tần hay không ạ? Dạ, cũng có liên quan mà cũng có chuyện tranh chấp đất đai ở nhà với lớp xóm. Thì gần đây mẹ chị có tâm sự với chị về những cái nỗi buồn gì của bà hay không ạ? Tâm sự là đưa đến ông hai giải quyết. Tức sao? Con gái thì bị vậy cho nên cũng buồn. Vâng. Đưa đến ông hai giải quyết cũng buồn. Tham gia như vậy. Trong những thời gian gần đây thì chính quyền có gây khó khăn hay áp lực gì đối với gia đình hay không ạ? Không có gây khó khăn gì, nhưng mà có đi thư gửi thì người ta không có giải quyết thôi, cho nên tức mới ganh ra chuyện vậy. Dạ, chính quyền không giải quyết, có chính quyền xuống mà đo đạt tỉnh rồi thì thôi thinh vậy đó, thì thư thì cũng đo kính thinh rồi thôi, chứ không có giải quyết gì hết. Dạ vâng, vâng. Thì gia đình đã quyết định hậu sự của bà cụ như thế nào hay chưa ạ? Dạ, giờ thì tới đâu thì làm cái đó thì cũng chưa biết. Vâng. Niệm rồi, em kêu thầy tụng lại rồi. Vâng, thì định chừng nào là sẽ đi an táng và an táng ở đâu ạ? An táng ở với nhị tỳ gì đó anh mới nói quên rồi. An táng vào ngày nào ạ? Ngày mốt là ngày 15 ngày Thế thì tình hình tang lễ thì qua giờ đó mọi việc có suôn sẻ hay không ạ? Bình thường, không có gì hết á, nhưng mà dạng là mình nhìn mình cũng biết rồi, cũng như người ta chỉ đứng vào ngoài thôi, người ta không có nói gì hết, người ta đứng vào ngoài, người ta theo dõi mình thôi.
túc trực sáng đêm mà. Bà con lối xóm có ai đến viếng chưa ạ? Chưa, chưa có ai đến viếng. Còn chính quyền là có đoàn thể nào để đến viếng chưa ạ? Chưa, không có ai gọi. Hôm qua giờ thì gia đình có gặp khó khăn gì trong quá trình mà đưa thi thể bà cụ từ bệnh viện về nhà không ạ? Mệt mỏi lắm. Đi về kêu đưa về nhà, không có cho vô nhà, về nhà mà đưa vô bệnh viện, còn gầy lộn, ôm thùm mệt quá trời mệt. Họ có nói lý do tại sao họ không cho về nhà mà phải đưa vào bệnh viện không ạ? Họ nói phải mà cái giấy xác nhận đàng hoàng họ mới cho đi. Xác nhận như thế nào ạ? Thì làm giấy là nói là mình đồng ý cho, cũng như là đồng ý không có khiếu nại á. Tại vì bà cụ là tự xác như vậy là tại quốc ức. Cuối cùng thì gia đình có chấp nhận ký vào cái tờ giấy đó không ạ? Bây giờ làm quá thì cũng phải ký, ký làm sao bây giờ. Tại vì cầu cưa mấy tiếng đồng hồ, mệt quá trời, chịu không nổi. Rồi anh của em mới khuyên đó là bây giờ tại, bây giờ mẹ đã như vậy rồi, thôi bây giờ ký đi, đặng đưa mẹ về mai táng. Cho nên mình suy nghĩ gì thôi kệ, mình ký lại luôn, chứ biết sao bây giờ. Tại vì lúc đó mình lo, mình la, mình hét, mình khóc không rồi, cho nên mình đâu có để ý tới mấy cái vấn đề mà giờ dắt nó làm cái gì. Mệt muốn là đứt thôi. Chị cãi họ với họ là cãi về cái gì ạ? Mình kêu là chở xác bà già mình là về nhà. Nó không chịu. Nó nói là chở vô bệnh viện. Mình mới gầy lộn với ông tài xế. Mình mới nói là tôi yêu cầu anh chở xác mẹ tôi về. Bây giờ tôi không cần vô bệnh viện nữa. Mẹ tôi đã tắt thở rồi thì đưa mẹ tôi về đi. Rồi còn muốn ai giấy tờ gì thì nữa tôi sẽ giải quyết cho. Nó không chịu, nó kêu, nó nói là chở vô bệnh viện. Ấy mình là mình mới nói là bây giờ ông muốn tôi đập xe ông không? Tôi đập xe ông rồi tôi kéo rồi vô lăng cho ông đâm vô người đó. Rồi lúc đó rồi có xảy ra tai nạn là tôi với ông chết chung. Là nó nói tôi sẽ chở về theo ý của cô. Nó nói như vậy nhưng mà nó giả bộ, hiểu không? Nó giả bộ, nó không có mà theo ý của mình. Tới về, tới Bạc Liêu, tới ngã tư quốc tế một Vinh Tròn là nó xây một cái. Cái là mình đứng lên, mình chạy lên, mình mới nhào vô, mình ôm vô lăng nó, mình cắn nó, rồi mình bẻ ấy. Mà có cái ông ngồi kế bên thì ba người giặt với mình phụ nữ mình giặt đâu có lại. Nó cũng giặt qua giặt lại, ngay ở tư quốc tế cũng đông người coi lắm, giặt qua giặt lại một hồi mình la hét, lúc đó mình muốn điên nữa. Rồi là mình nó cũng chạy được vô tới bệnh viện. Tới bệnh viện rồi là mình ở chỗ mình la, mình hét, mình đập mấy cái mũ cao của nó tùm lum la, tại vì mình làm chừng cho nó ấy, mà nó chạy gây chạy. Rồi nó mở cửa hả, nó chạy ung chút xíu nữa mình té xuống đường. Vâng, thế thì chính quyền họ có cho biết là họ có tiến hành điều tra hay là khám nghiệm tử thi gì để xác định nguyên nhân cái chết của bà không ạ? Có, nó lại đòi khám nghiệm tử thi, nhưng mà anh của em là không có cho khám nghiệm tử thi, tại vì mẹ em đã như vậy rồi, mà mổ tùm lum tùm la thì đau lòng quá, cho nên đó là anh của em không cho mổ tử thi. Đến nay là gia đình có nghĩ cách nào để báo tin cho chị Tà Phong Toàn biết để chịu tang mẹ không ạ? Cũng không biết luôn. Vâng, thế thì còn phiên tòa sắp tới thì gia đình có dự định là sẽ đến dự không? Không có hay. Không có ai thông báo hết á. Không có gửi thư mời gì hết. Cho nên không biết gì hết. Nếu mà xử thì tại sao không mời, đưa giấy mời gì hết cho gì. Đâu có biết cái gì đâu. Mới nghe những người ở trên thành phố xuống nói thôi, chứ còn không biết. Tại vì ở đây nhà của em nghèo lắm, đâu có mà lên mua mạng cái gì đó ai mà ấy đâu, cho nên không có biết cái gì hết. Mỗi tháng là đi lên chợ là thăm vậy thôi, mỗi tháng là lên thăm gửi đồ vô, có chị Tú là làm đơn cho gặp được một lần rồi thôi, chứ còn không có được vô thăm. Tôi biết cái này thì hơi đau lòng chứ chị, nhưng mà có thể mô tả lúc bà cụ đem về nhà thì như thế nào không ạ? Chế hết rồi, đen hết rồi. Nó đã cháy hết rồi, tay chân miệng mồm cháy, đầu cổ cháy hết rồi.
Vâng, tôi chia sẻ nỗi đau với chị ạ. Hồi lúc mà em vô em thấy nặng quá, thấy đen hết rồi, em lắm ruột, mẹ chỉ nói chuyện thào thôi. Mẹ nói gì ạ? Mẹ nói Tôi biết rất đau lòng. mẹ nói mẹ gần chết rồi, con ở lại nuôi con đi. Em đưa chịu nổi đi ra mọi người ta làm giấy tờ đưa đi thành phố. Rồi đi nữa đưa, em về nhà lấy quần áo thì quay lại em không kịp, người ta đã chở đi rồi. Em mới đón xe đi riêng thì đi nửa đường tới Sóc Trăng chưa tới Cần Thơ thì anh báo tin về mẹ chết rồi. Vâng, thế thì những ngày trước đó nó thì chị thấy tinh thần của bà thế nào? Bà có bao giờ bà nói được cái ý định của bà hay không ạ? Mình luôn không có gì, sáng thì cũng còn thôi, chiều đi vòng vòng. Theo chị thì lý do tại sao bà lại có quyết định như thế ạ? Đai nhà cửa bỏ đi thương hoài không ai xử. Chuyện đất đai, thằng kế bên nhà nó mượn đất mà nó không có trả, nó mượn 20 mấy năm rồi, bây giờ nhà nước cho làm giấy tờ sổ đỏ cho dân. Mẹ em mới qua nói chuyện kêu nó là bây giờ cho mượn mấy chục năm rồi, giờ tao cũng nghèo, mày có tiền mày giàu có mày cho trả lại cho tao, thằng tao có tiền tao xài. Nó nói nó không có mượn đất, nó mượn tường này chứ nó không có mượn đất. Nó nói đất của nhà nó làm sổ đỏ rồi. Nói gì mẹ em mới tức quá, mẹ em mới đi thưa. Nhưng mà em thì dốt, em đâu có biết cái vấn đề mà giết lách gì, em đâu có biết. Nhưng mà đi hoài thấy đi còng còng hoài, người biết không đi sao mà nó nổi như vậy.